Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả anh em ơi. Di Khả xin kính chúc anh em xem video vui vẻ anh em ơi. Ở lần này thì Khả sẽ sơ đồ cao thủ Lạp Văn Lương cho anh em xem. Và hôm nay thì Lạp Văn Lương thì hôm nay được top 5 Lạp Văn Lương Côn Lông Đao 50k điểm, 129 mạng và giúp 3 NPC tử vong 14 lần và liên chấm 28. Chào đây, anh em đang chờ đợi Lạp Văn Lương, Khả sẽ cho anh em xem. Lạp Văn Lương là một dàn xe khá là chất anh em ơi. Từ thiếu lâm cái bang Nga Mươi và đến Côn Lông Đao hoàn toàn có thể nói là full hoàn kiện môn phái. Và ngày hôm nay thì có cơ hội cùng đi một cùng phải tống là cả sơ đồ cho anh em xem. Đây sơ đồ của Lạp Văn Lương nha anh em. Đây, Côn Lông Đao nha anh em. Sở hữu một cái đao tốc 35, một cấp binh sát 104 và sát thương 47. Nói chung đao này thì khá ok rồi. Hiện tại đao này chắc chỉ được 126, tốc 126. Tốc 126 nha anh em. Rồi 185 cộng với cái đao 35 thì 111. Tính ra 110 kèm với càng khôn với như phi phong thì có thể là lên được 126, có thể lên 126. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ tiếp đến là một xét đăng bang Hoàng Mỹ. Xét đăng bang này hiện tại thì chúng ta đang thấy là mát như em ơi, 27 khăn lôi và ăn bang Hoàng Mỹ 30, ăn bang Hoàng Mỹ 28, ngọc bội 295 đó. Rồi, bao tay thì đang sở hữu với mình một bao tay xương tinh mắt đọc hoàn toàn. Ba cấp. Trời ơi, bao tay này gọi là bao tay đấu giải mới sở hữu được nha nè. Mắt hoàn toàn nha nè, không gì để nói nè mà. Mắt pin hoàn toàn. Và tiếp tục đó là một cái áo 493 cấp, một cấp. Áo này thì cũng khá là ok, đặt móc 47 rồi. Một đai lưng xương tinh 48, làm chậm và 40 chón, đặt móc chón. Và làm chậm 48 cũng ok. Tiếp đến đó là một đôi giày đặt móc tròn 40 và tóc 54 và tiếng tương tí tiền ta cốt skill 9 x 3 cấp quá chất. Chung thì sức đồ này quá đẹp này mà. Hiện tại đang mang một nón thông pháp phòng thủ và làm chậm. Đó, thông pháp phòng thủ làm chậm. Nói chung thì phòng sức đồ này thì 3 cấp 9 x mắt ọp 333. Rồi, áo thì phục hồi 47 đặt móc luôn. Rồi còn đợi nói lượng làm chậm thì đang có với mình là 48 và nón này là được 88 làm chậm. Hiệu ứng chón thì từ đàn lưng 40 và đôi giày thì 80 chón. Và cái đao này thì quá pin luôn rồi em ơi, đủ nói chung là được, vừa được móc chứ còn đỡ là 158 thì không lên nổi cái đao này. Đao này không lên nổi. Nếu mà muốn 158 tốc độ đánh thì ít nhất phải mang cây đao 36 3 cấp xương ngà con lôn thì mình chống phái nữa thì mới đủ nha. Và một cái thói phiến tay vật cánh cảnh 5, hiện tại cái này đang cấp 4. Nói chung thì nhìn sơ qua đẹp này đang sở hữu như mình là có vẻ như là ba kỹ năng vẫn có đó, từ càng khôn 2 cấp, từ càng khôn 2 cấp và với phi phong là 3 cấp. Và nếu như anh có một dòng băng hội nữa thì có thể lên 4 cấp kỹ năng vốn có nha. Đó. Chung rồi xếp đồ này thì cho anh em xem thì khá là chắc rồi. Không gì để chơi nè em ơi, xếp đồ quá đẹp. Đó, bao tay pin quá pin luôn nè em ơi. Đánh cái đao thì cũng ok, cái đao đạt 126 đẹp rồi. Áo phục đạt phục hồi. Đại lưng thì đạt móc chón móc lông chậm. Giày thì cũng đạt móc chón luôn. Tóc cũng khá đẹp và skin 9x quá đẹp. Nói chung thì tổng thể xếp đồ này quá chắc nè. Không gì nữa chưa. Rồi, nói chung thì anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Lạp Văn Lương Côn Lông Đao cũng như là Di Khải một lần chia sẻ chơi video nha em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nha em. Rồi, ok. Quá đẹp luôn. Chung Khải đang định đối với Côn Lông Đao rồi đánh rồi nè em ơi. Khải vẫn thích Côn Lông Đao hơn. Rồi, ok.